Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết SM 125i 2024 tại Malaysia có kỹ diễn làm cho nhiều người liên tưởng đến cái chiếc Exeter 135. Lại tiếp tục đến với thị trường Malaysia, thương hiệu W Moto vừa tung ra một cái mẫu xe số mới SM 125i 2024 với kiểu dáng thể thao phá cách và góc cạnh. Cái dòng xe này được làm nhiều người liên tưởng đến cái dòng là Exeter 105, đình đám một thời tại thị trường Việt Nam. W Moto SM 125i 2024 là một cái mẫu xe số mang trong mình cái ngôn ngữ thiết kế thể thao sắc sảo, phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Sẽ tận dụng cho mình cái cụm đèn pha LED đặt ở phần đầu xe, đảm bảo cái độ sáng khi vận hành và bền bỉ. Cái cụm đèn xi nhan được đặt ở trên cái phần mặt nạ trước đã được thiết kế rất là sắc sảo ấn tượng, khiến cho nhiều người liên tưởng tính một cái dòng xe còn tài Exeter 135 tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt phiên bản SM 125i 2024 là một trong những cái mẫu xe hiếm hoi trên thị trường xe số, được trang bị cho mình cái cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số máy. Và không chỉ thế, chiếc xe còn được tích hợp luôn cái cổng sạc USB rất là tiện dụng tại phần đầu xe, đi cùng với cái chìa khóa là vẫn là chìa khóa cơ, gồm luôn cái chức năng mở khóa cốp. Xe được trang bị cho mình hệ thống cái giảm sóc trước là phục ống lòng, trong khi phía sau là cái giảm sóc lò xo đôi tạo cái sự ổn định cho vận hành. Hệ thống phanh đĩa trước và phanh tăng chấm phía sau tiêu chuẩn của một cái chiếc xe số bình dân. SM 125i 2024 đã được trang bị cho mình cái vành đúc màu in đi cùng với bộ lớp kích thước trước sau lượt, phía trước 70x90x7, trong khi phía sau là 80x90x7. Chiếc xe có thiết kế xích xe lộ thiên như một cái chiếc xe con ta là Exeter. Nói đôi chút về cái mặt sức mạnh, W Moto đã đưa tới cái mẫu là SM 125i 2024 cái có động cơ xăng đơn dung tích thật là 123,7cc làm mát bằng không khí. Cái khối động cơ này sinh ra cái công suất tối đa là 5.8 kW, tại ngưỡng tua máy là 8.000 vòng trên phút, trong khi đó mô men xoắn cực đã là 8.5 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Về mặt giá bán, phiên bản W Moto SM 125i 2024 tại thị trường Malaysia được niêm yết mức giá là 5.888 ringgit, đổ ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 30 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.